Xin chào mọi người ạ. Em tiếp tục giới thiệu video tiếp theo ha. Đây là video số 751 nha mọi người. Hôm nay em sẽ lên tất cả là 17 mã cần như thế này. Tất cả đều là lô cần carbon ạ. Thì em vẫn ship hàng toàn quốc, khách nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán và phí ship đối với mỗi đơn là 30.000. Mọi người lấy từ hai sản phẩm hoặc là mọi người mua hàng chuyển khoản trước thì em bao ship nha. Rồi em sẽ đi vào cây đầu tiên ạ. Mã số 1 này. Số 1 của em ở đây có một cây Heiichi 2m1 ạ. Đây này, một cây cần hàng nội địa 2m1, cái này cũng còn đẹp lắm mọi người. Phần chui của nó đây, chui thân thì ở trong này, ngọn nằm trong thân nhé. Đọt Heiichi nó cứng tầm 8 thôi mọi người, cái này độ cứng tầm 8-10 thôi. Đấy, ngọn nó khá là mảnh, dòng khoen dẫn ở trên là như Ikada vậy. Và nó rút được ngọn ra như thế này. Phán là Furi nhé, dài là 2m1, khoen dẫn là khoen Furi, lỗ xếp xám. Đây, cái lóng giữa của nó này. Cái này tất cả đều là ráp khúc nha. Ở trên đây thì nó sẽ có khó. Ở đây là khoen Furi, đây là khoen dẫn ha. Và cái ngọn cắm ở phía trên cũng là dòng khoen dẫn đặc đặc như thế này. Đây là dòng Heiichi. Mã số 1, dài là 2m1, nhẹ là 174g, rút gọn 115cm nha mọi người. Cái này có giá 500 ạ. Mã số 1, giá 500k. Rồi cây số 2 này, số 2 thì em có một cây cần câu bè nhé. Cây số 2, 2 khúc, 2m1, 2 ngọn. Đẹp. Cái này thì nó sẽ có 2 ngọn, 2 độ cứng khác nhau nha mọi người. Góc của nó này. Bát là Furi F6, cây này là carbon CG 2m1. Nhẹ là 113g, mà phôi còn đẹp nha mọi người. Đó, có trầy xước nhẹ thôi, sơ xước lạc vẹt nhẹ nhẹ thôi. Khoen Furi loại xước xám. Nó có hai ngọn, hai độ cứng khác nhau. Một ngọn của nó là 80, một ngọn là 15-20. Đó, có ghi thông số ở đây này, 80-15-20 nhé. Tất cả khoen Furi ạ. Đấy. Cái ngọn đây nó bị lai chút rồi này. Nó bị... cái này là ngọn nguyên của nó là bu xích này. Còn cái bu này cũng là bu Furi. Nó hàng về như vậy rồi mọi người nhé. Thì cái này nó có cả hộp. Đây. Cái hộp của nó có thông số đầy đủ nha. Hobashira, một cần hàng của Nhật nha mọi người. Dài 2m1, thu gọn 109cm, nhẹ 113g. Có hai khúc này, ngọn 80 và ngọn 15-20. Tương ứng sẽ là 0.9mm và 1mm nha mọi người. Ở cái này em bán giá 600 ạ. Cái này thì nó không có túi vải, nó chỉ có cái hộp như vậy thôi nhé. Giá là 600k, mã số 2. Rồi lên tiếp mã 3. Mã 3 ở đây là em có một cây Gamakatsu. Thì cây này là dòng ISO khoen nhỏ. Cây này hạ tay rồi nha. Dài 5m6. Cứng, độ cứng của cần này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 3H nha. 3H tới 3H rưỡi. Phôi Gamakatsu nha mọi người. Cái này thì hạ cần tay rồi. Có chui nút đầy đủ luôn. Cây này thì nhìn tổng thể bên ngoài nó như một cây nguyên bản nha. Thì cây này nó sẽ làm thêm cái phần chui này. Nên là các lóng nó sẽ gọn vào trong nha. Này góc này. Góc ở đây thì độ lớn của nó là 20 ly. Đó, về mọi người có thể bọc thêm một cái lớp màng con nhiệt cho nó khỏi trơn trượt nha. Đó, cây Gamakatsu. Dài là 5m6. Có chui nút đầy đủ nha. Phần ngọn cần đây. À, ngọn cần gắn dây đầu rồi. Ngọn của nó sẽ là 1.1 ly nha mọi người. Ngọn cần đây. Lóng thứ hai. Lóng thứ hai đây ạ. Thứ hai đây. Cái này thì ở các vị trí đầu lóng là đã bo chỉ hoàn thiện rồi nha. Cái này thì về câu thôi mọi người. Không có làm gì nữa hết. Ngoại hình cũng còn ok, sáng đẹp nha. Đó, dài là 5m60 ạ. Độ cứng tầm khoảng 3-3,5H. Cần ra thẳng nha. Cái này phôi của Gamma thì dòng ISO hạ xuống gần tay nó rất là chất lượng luôn mọi người ạ. Nó chỉ là phôi của nó thuộc cái dòng đời cũ, nhưng mà cái tên tuổi của Gamma là một cái dòng cần rất là nổi tiếng của Nhật rồi ha. Rồi cái này sẽ là mã số 3236g, thu gọn 106cm, cần giá 700.000 ạ. Mã số 3 giá là 700.000. Rồi cây số 4 là một cây cần câu tay. Cây số 4 của Suzumi.
Cái này nó sẽ có chiều dài là cái này dài bao nhiêu ta? 4,5 m nha mọi người. Cái này 4,5 m, à 5,4 m nhá. Em nhầm mọi người, cái này 5,4 m ạ. Đây, tổng thể ngoại hình đây. Phần gốc này. Tem nhãn dòng này hàng Hàn Quốc xuất Nhật nha. Hàn Quốc xuất Nhật. Góc của cần đây ạ. Góc của cần nó là 17.2 ly. Cái này có màu tím dạng hoa cà nha. Màu tím hoa cà rất là đẹp luôn. Cái này ngoại hình còn rất là mới. Đầy đủ chui nút hết nha. Đầy đủ chui nút màu có ánh nhũ như thế này. Cái này thì độ cứng của cần này nó sẽ rơi vào tầm khoảng 3H nha. Em đo ngọn nó là 0,8 ly. Đồng màu từ gốc tới ngọn nha. Cần nguyên bản. Cái này hàng cũng mới trên 90%, rất là mới luôn. Cá lóng bên trong nó rất là mới nha mọi người. À, cứng của cần là tầm khoảng 3H, cần ra thẳng mọi người nhé. Ra thẳng. Đó, mọi người câu rô, câu giết nè. Đó, ok luôn. Rồi, dài là 5,4 m ạ. Đầy đủ chui nút. Suzumi Power 54 rồi. Cân nặng là 170 g, thu gọn là 104 cm ạ. Độ cứng tầm 3H, giá là 700.000, mã số 4 ạ. Mã số 4 giá là 700.000. Mã số 5 là một cây Daiwa. Cái này cũng vậy, là một cây cần hạ tay nha mọi người. Đây là một cây ISO đọt số 16m3, hạ xuống cần tay, chiều dài thực tế là 6m2 ạ. Cứng khoảng 3H rưỡi. Cái này khoảng 3H rưỡi ạ. Water wicker nha mọi người. Đầu lóng thì bo chỉ hoàn thiện rồi nha. Cái này thì em chưa có gắn sợi dây đầu nha. Cái này sẽ gắn sau. Dài thực tế sẽ là 6m20, cứng 3H rưỡi. Ngọn là 0.7-0.8 ly ạ. Ngọn là 0.7 ly ạ. Đây phần ngọn cần này. À, ngọn này dạng ngọn lông phụng nha mọi người. Rồi, lóng thứ hai, cắt lóng thì đã bo chỉ. Cái này thì nó sẽ cắt lóng nó sẽ nhô lên như thế này nha. Đó, hạ cần tay nhô lên như thế này. Lóng hai của cần đây. Cái này dạng phôi màu xanh có ánh tím 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 nha. Và cái dòng Daiwa Wicker này thì cái lòng phôi nó sẽ là phôi caro. Bên trong phôi nó rất là đẹp luôn ạ. Đấy, trầy xước ít nha mọi người. Đây là lõm sắt góc thì có sờn ở một bên như thế này. Bên đây sáng đẹp này. À, bên đây có hơi sờn nhẹ nha. Sờn rất là ít thôi. 6m20 ạ. Độ cứng khoảng... Cái này độ cứng tầm khoảng 3H rưỡi 4H. 3H rưỡi 4H nha mọi người nhé. Đây còn lòng phôi của nó này. Phôi bên trong của nó này. Đây mọi người. Nó sẽ đang caro, phôi caro tất cả các lóng cần luôn nha mọi người. Đây không biết mọi người có thấy nổi không. Đây như thế này nha. Tất cả các lóng bên trong nó là đều phôi caro như vậy luôn hả. Cái này thì là mã số 5, 226 g. Thu gọn nó là 1m nha, dài thực tế sẽ là 6m2, độ cứng dao động tầm 3H rưỡi 4H, giá là 800.000. Mã cần sẽ là mã số 5 ạ, giá là 800. Cái này là sẽ gắn chụp đầu bằng cái chụp Fury đen nha mọi người, cho nó không có lọt hẳn bên trong như cây như một cây cần tay nguyên bản nha. Rồi, đó là mã số 5. Tiếp tục mã 6. Mã 6 là một cây cần 8m1, cây cần tay hàng của Nhật 8m1. Đây. Cái này thì phần góc này. Góc của nó là 24.5 nha. Vị trí lớn nhất của nó sẽ là 27.8. Là phần chui góc nó cũng có, nó có quấn một cái lớp nhựa như thế này. Phần chui. Dài là 8m1. Sơ sức nhẹ nha. Sơ sức dâm nhẹ thôi. Đã, hàng nội địa của Nhật. Đấy, tem của nó đây. Bản này thì độ cứng của cần sẽ là 3H rưỡi. Có chui có nút đầy đủ này. Ngọn cần. Em đo ngọn ở đây là 0.8 ly ạ. 0.8 ly nha mọi người. Dài 8m1. Lóng 2 đây.
cần phô lóng tất cả nguyên bản nha. Còn rất là đẹp nha. Góc thì nó có hơi sơ xước nhẹ thôi. Còn bên trong đây, máy lóng ở trong nó còn sáng lắm nè. Đó, còn sáng đẹp nha mọi người. Em ra hết cần xem có thẳng không. Khá là dài, 8m1. Ra thẳng nha mọi người, ra thẳng cần ạ. Cứng khoảng 3h rưỡi nha, 3h rưỡi. 3h rưỡi tới 4h rồi, chứ cái này nó cũng không có mềm lắm đâu. Đầy đủ chui nút, chiều dài là 8m1. Một cây nội địa Nhật nha. Đấy. Rồi, cái này là mã cần số 6 ạ. Cân nặng của nó là 394g. Chiều dài thu gọn 108cm. Giá cần là 1.200.000. Mã cần số 6 ạ. Số 6 nha, giá 1.200. 8m1 nha mọi người. Tiếp tục này. Một cây cần câu tay, mã cần số 7. Đây là một cây bản NFT, bản basic nha. Bản basic của NFT, chiều dài 7m này. Cái này đẹp mọi người nha, rất là nhẹ luôn. Trọng lượng của nó chỉ có 184g thôi. Dài 7m nhưng nhẹ chỉ có 184g nha. Siêu nhẹ luôn đó mọi người. Cái dòng này nó thiết kế phôi rất là đẹp. Đây, phôi bên trong của nó này. Đây ạ. Bản đời cao nha. Đây, chui nút đầy đủ hết mọi người. Chui nút đầy đủ. Màu của nó đây, ở phần góc này đó là một cái phủ một cái nhám nhám lên nha. Hàng NFT basic dài 7m. Cái này em đo thực là 6m93 nha mọi người. Đấy, em đo thực tế sẽ là 6m93. Tem nhãn đầy đủ. Đó, cái này về thì nó mất cái bu á mọi người. Nó mất cái bu nên là em đo thực tế là như vậy nhé. Góc của nó là 22.6 ly này. Phôi đẹp lắm, phôi trầy xước rất là ít luôn. Có chu nút đầy đủ như thế này. Nhưng mà về nó mất đầu bu thì em gắn lại cái đầu bu này nhé. Đầu bu này là đầu bu bên em gắn lại này. Đấy, bu xay nhé. Bu xay. Cái này bu gắn lại, không có bu gì. Đường kính ngọn là 1.4 ly ạ. Ngọn là 1.4 ly nhé. Thì cây này sẽ có độ cứng là tầm 4H các mọi người. 4H nhé. Phôi này nó sắn từ ngọn luôn. Đó, ngọn nguyên bản của cần. Nguyên bản của nó luôn đó mọi người. Chỉ về nó bị mất cái đầu bu thì em gắn lại thôi nha. Và em đo thực tế nó là 6m93. Thực sự thì cần rút thì nó sẽ không có chính xác đâu. Không chính xác 100% chiều dài đâu mọi người. Nó cả côn bên trong nó. Càng nhiều lóng thì nó sẽ càng hao hụt. Qua thời gian sử dụng cái phần côn này này, nó xê dịch thì nó sẽ khớp với chiều dài của cần nha. Này phôi xoắn rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Cái này dài là 6m93 thực tế đó mọi người, ra thẳng cần nha, cứng khoảng 3h rưỡi. 3h rưỡi nha. Rồi, cái này sẽ là mã cần số 7 ạ. Mã cần số 7 nha mọi người. Một cây này T basic, nhẹ là 184g, rút gọn là 113cm. Cây này có giá 2 triệu, mã số 7 giá 2 triệu. Số 7 giá 2 triệu nha mọi người. Tiếp tục này, mã số 8 này. Số 8 là một cây cây cô suối, cây cần Tenkada. Cây cần Tenkada. Cái này thì nó về full phụ kiện luôn mọi người. Đó, túi này, mồi và một ít cái sợi dây, dây đầu cần ha. Đây. Cần là Tenkada của Daiwa, hàng Việt Nam xuất Nhật, dài là 3m3 nhé. Cán là cán gỗ bần này, hàng mới tinh nhé. Đầy đủ tem nhãn, có chu nút đầy đủ luôn. Chu nút đầy đủ nha, chu zin của cần luôn này. Bên trong đây, bô size 360.
ngọn nó 0.9 ly. Nó có cái màu xanh dạng xanh rêu như vậy nha mọi người. Đấy, phôi mới đẹp. Tên Cara, hàng made in Việt Nam nhé. Nhẹ cần là 84 g, rút gọn 47 cm. Đây là cây cần nha. Rồi, cái phụ kiện của nó đi kèm á, là một cái túi đai qua này, một cái vỏ đai qua bên ngoài. Túi này mình có thể để có chia hai ngăn nhé. Đựng phụ kiện, một cái sợi dây cố định cần. Ở trong đây là nó có cái này là cái lồng này, cái hộp này của Nissin. Và trong đây nó có dây đầu cần đó mọi người này. Có một cái sợi dây, có ở đây nó có con mồi nữa này. Đây này. Dây câu nhé. Và ở đây là cái hộp hộp mồi. Đây, hộp mồi của nó này. Hộp này là hộp me hô mọi người nhé. Ở trong đây nó có mấy con mồi ruồi. Mấy con mồi ruồi như vậy. Và một cái hai cái cục chì, hai cục phao chứ, hai cái phao. Đấy. Rồi nguyên combo này, mã cần sẽ là mã số 8 nha mọi người. Nguyên combo này em để mọi người giá 1.800.000. Giá là 1.800.000 nguyên combo hộp cần nhá, cần túi này, dây và mồi. Giá 1.800.000 nhá. Mã cần là mã số 8. Một combo nhé. Rồi tiếp theo mã số 9. Số 9 là cây ISO, cây ISO carbon chiều dài 3 m. Cái này nó cũng không có túi vải, có hộp thôi nha mọi người. Cái này dài là 3 m này, 5 lóng, thu gọn 73 cm, hàng của Hàn Quốc. Đấy, hàng Hàn Quốc xuất Nhật. Dòng của Vertex nha mọi người. Chui đây. 3 m. Phát Fury, khoen Fury màu cam đất. À, cái này màu giống như màu cam. Cầm nâu như thế này. Phen Fury nhé. Này tầm khoảng độ cứng số 2 mọi người nhé. Độ cứng số 2. Dài 3 m. Ngọn là 1 ly. Ngọn 1 ly ạ. Nó lóng bên trong đẹp nha. 5 lóng rút. Cứng tầm 2 ạ. Dài 3 m, cái này là 700.000, mã cần sẽ là mã số 9 ạ. Mã số 9 giá là 700. Có hộp không có túi nha mọi người. Đây mã số 9. Tiếp theo cây số 10. Số 10 là một cây ISO khoen nhỏ của Olympic này. Cây này là một cây hai da, carbon hai da đọt số 1 4 m rưỡi. Cây này là về full phụ kiện, có túi đầy đủ nha. Có túi, có giấy tờ và hộp đầy đủ luôn. Để anh tháo ra. Cứng vậy ta. Đây nha mọi người. Cây này phôi mới tinh, còn rất là mới đẹp. Thông số của cần đây. Đọt số 1, 4 m rưỡi, nhẹ là 160 g này. Phần gốc sẽ là 23.5, ngọn là 1 ly, thu gọn 104 cm nhé. 5 lóng rút. Đó, hàng của Hàn Quốc xuất Nhật nha. Đấy, có ở trong đây có túi vải và có giấy tờ luôn mọi người, đầy đủ. Đây, chi tiết của cần, hàng Olympic nha. Phát Fury Stanley đọt số 1 4 m rưỡi, góc nhỏ. Đây khoen cần đây ạ, dàn khoen Fury loại xứ xám. Đây phôi đẹp nha. Cây này mọi người yên tâm về cái độ mới nha. Còn độ mới rất là cao. Cây nào trầy em sẽ báo trầy rõ ràng. Sáng đẹp ạ. Rồi cây này em bán với giá là 900k nha mọi người. Giá là 900 ạ. Mã cần số 10 giá là 900.
đầy đủ phụ kiện đi kèm. Cái này như một cây hàng, hàng đập hộp thôi ạ. Giá 900. Và mã số 10. Tiếp theo mã 11 này. Mã 11 là còn một cây ISO khoen nhỏ. Đây là một cây của Shimano. À, một cây đời cao. Còn rất là đẹp. Màu đen này. Dàn khoen Fury nhé. Khoen Fury 6. Tem nhãn đầy đủ nha. Hàng của Shimano. Basic Model. Pad Fury đây. 1.2. Độ cứng 1.2. Dài 5m3. Một cây China xuất Nhật. Đây là cây Shimano Aenos Radix. Màu đen nha mọi người. Đây, đầu chụp Fury đi kèm. Đấy, dàn khoen của nó này. Khoen rất đẹp nha mọi người. Dàn khoen Fury 6 ở trên ngọn là khoen vẫn hết. 2, 4, 6, 8, 10, 12 khoen gồm cả đầu bung Fury 6 đen. Trên ngọn của nó sẽ có 4 khoen Fury. 4 khoen và 1 đầu bung. Ngọn cần là 1 ly. Ngọn là 1 ly ạ. Cứng 1.2, dài 5m3. Đây, các khoen của nó đây. Ngọn long phụng. Lóng 2 này. Lóng 3 của nó đây nhé. Đấy, cái lóng bên trong mọi người có thể xem nó còn rất là mới đẹp nha. Cây Aranos Redic. Mã cần số 11 ạ. Cây này giá là 1 triệu 4 nha mọi người. Mã số 11 giá là 1 triệu 4. Nhẹ cần là 174g. Rút gọn là 116cm. Giá là 1 triệu 400 nghìn. Rồi, đó là mã 11. Cây số 12. Cây ISO biển. Cây này 5m1. Đây. Phần chui của nó này, chui gỗ như thế này. À, dòng ISO biển cán quấn nhựa, cái này cũng còn mới tinh luôn mọi người nhé. Hàng của Dico, Dico hàng nội địa Nhật. Dài 5m1. À, tất cả đều cũng khỏe khoen Fury hết. Đấy, khoen Fury lõi dạ quang. Tổng cái này nó có là 2 4 6 8 khoen cả đầu bu ạ. ISO khoen lớn. Ngọn 1 ly 6. Đây, có lắm bên trong đây mọi người. Lắm thứ hai ạ. Đây. Đây. Cái khoen này không bao giờ rớt được hết mọi người. Nó sẽ có một cái vòng, mỗi từng mỗi đầu lắm của nó sẽ có cái vòng kim loại như này. Xong người ta lại đóng thêm một cái khoen lên, lắm nào nó cũng vậy hết mọi người. Nên là cái khoen này nó không bao giờ tụt ra được hết trơn á. Đầu có hai cái gờ ở đây nè. Đóng khoen lên trực tiếp trên cái vòng kim loại đầu lắm luôn. Đó, cây này đo thẳng tưng luôn á. Dài là 5m1. Này, độ cứng tầm 4 năm á mọi người. Tầm độ cứng số 5 nhé. Tầm độ 5 ISO, ISO khoen lớn nha. Rồi, cây này em bán giá 1 triệu. Mã cần số 12 ạ. 12, dài là 5m1. Cân nặng của cần sẽ là 560g. Rút gọn là 110cm ạ. Giá cần là giá 1 triệu nha mọi người. Là mã số 12. Tiếp tục em lên mã 13. Mã 13 ở đây em có một cây cây cần Matrograph, cây lua ghềnh 3m2 nè mọi người. Khách nào mình tìm cần cứng á, cần cứng á, mình có thể tham khảo cây này. Cái này độ cứng của nó là cứng MH. Đây. Góc của nó đây mọi người. Tay cầm của nó là cán mút xốp, bát là Fury nhá, bát vặn. Đây, dòng này là dòng Matrograph Static nha, ST1062M, là dài tương ứng là 10,6 ft, nó sẽ tầm 3m20. Đó, Lumax là cái này em 12-25 lb, BE là 1-3 này mọi người này. Đó, thông số rất là cứng luôn. Lumax là 60. Đấy, 60g nhé. 1062MH nó cứng ngắt à mọi người, so với những cái cần lua khác á, cái này cứng lắm. Khoen là khoen Fury. Khoen Fury nhé. Cái ngọn của nó đây nha mọi người. Cái này thì cái phô nó còn rất là đẹp nhé.
đấy. Hay giờ khoen này là khoen Fury hết. Ngọn cần em đo ở đây là 2.1 ly. Ngọn 2.1 ly nhé. Dài 3m2, 2 khúc đó mọi người. Hàng của Matrograph. Tổng thể cần 2 khúc như thế này ạ. Mã cần số 13 nhé. Cân nặng của cần là 328g. Giá cây này là 1.8 triệu nha. Giá cần là 1.8 triệu. Rồi, tiếp theo mã cần số 14. Cây 14 thì ở đây em có cây hai cây, cái này dạng cần bè, cần bè, cái này hàng Tika này. Chiều dài là 1m7, độ cứng H. Cây này mới đẹp lắm mọi người. Nó về thì nó sẽ có đầy đủ túi nhung. Nhưng mà cây này nó hơi sao ta? Cái này nó đẹp lắm. Đây để em cho mọi người xem. Nhưng mà nó làm kiểu gì á? Nó chẳng khác gì một cây một khúc hết mọi người. Nó là cây cần mấy ngang nha. Đây mọi người xem cái phần ngọn của nó này, nó có bé tí cái phần ngọn, một người ta làm cắm một tí ở phần trên thôi. Đây này, cái ngọn này nó chỉ tầm khoảng là 25cm thôi mọi người. Dòng khoen Fury đời cao nhé. Đây này, người ta chỉ làm cắm tí trên phần ngọn thôi. Đấy. Và phần dưới của nó sẽ như thế này. Cây này hàng của Tika, China xuất Nhật nha. Phôi nó làm kiểu thế này nè. Ánh kim tuyến rất là đẹp luôn. Phần cán đây. Phát này Fury nha. Mấy nha. Tem nhãn đầy đủ nha. 170H. Đây, cái khoen của nó này. Khoen này là khoen Fury 6. Ba khoen này, 4, 5. 5 khoen gốc ở trên, còn trên ngọn của nó là 2, 4, 6, 7 khoen nha mọi người. Tổng nó 12 khoen á. Mà nó làm cái ngọn bé tí như thế này cắm vào thôi. Thì cái phần gốc của nó không á, để em xem nè. Nó là bao nhiêu cm. Nhưng cái phần gốc của nó là dài... dài của nó là 1m50 nha mọi người. 1m53, 1m53 là cái phần gốc nha. Rồi còn lại cái phần này, phần ngọn của nó sẽ là 24cm nữa. Nói chung tổng thể nó sẽ là 1m7 như thế này. Mới tinh không trầy xứ, hàng nguyên hộp nha. À ha, nguyên túi vải, không có hộp nha mọi người. Đấy, khoen bát Fury rất là đẹp luôn. Rồi cây này sẽ là mã cần, mã cần này sẽ là mã số 14 nhé. Nhẹ là 120g ạ. Dài 1m70, cây này giá 800.000. Giá là 800 nha, mã cần số 14. Rồi tiếp tục mã 15. Mã 15 là cây lua máy ngang. Một cây đai qua bát X máy ngang nha mọi người. Ngoại hình cây này cũng còn rất là mới. Bát vặn. Đấy, tem nhãn ok nha. Đai qua bát X 632ML. Lua mồi là từ 1/8 tới 1/2 OZ nha. Tải dây là 6 tới 14LB. Tải mồi cái này là 1/2 OZ là tầm 14g. Đây qua bát X carbon sáng. Khoen đây, khoen Fury 6 nha. Nguyên bản cần rất là đẹp. Phần ngọn đây. Bầu đẹp. Ngọn em đo được là 1.8 ly. Ngọn là 1.8 ly. Cân nặng của cần sẽ là 102g nha. Cần này là mã số 15. Giá của cần là 1.300.000. Mã 15 giá 1.3 triệu nha. Tiếp tục mã 16. 16 cũng là cây máy ngang. Cây này cũng là đai qua bát X luôn. Cây này nó dài hơn và nó cứng hơn. Phần gốc đây. Tem nhãn đầy đủ nha. Hàng nội địa Nhật. Cái này là đai qua của Việt Nam xuất Nhật nha mọi người. Đó, nó có tem nhãn và thông tin đầy đủ. Cái này nó sẽ là 6 feet 10 inch. Nó là 2m1. Độ cứng MH. Tải mồi là 1 OZ nha. Là 28g. 10-20LB made in Việt Nam. Phôi cọc bằng sáng luôn. Khoen Fury 6 ạ. Đấy. Các khoen rất là đẹp.
ngọn 2.1 ly ạ. Mã cần số 16 ạ, 130g, cần 1.300.000 nha. Giá là 1.300.000, mã 16. MH dài 21 mấy ngàn. Cây qua bắt. Rồi, mã số 17 tiếp theo cuối cùng là một cây 2 khúc gama cà su. Cây này cứng, độ cứng cũng khá là cao nhé, 2.4 mọi người nhé. Dạng khoan xích gô. Đây, cây này thì nó sẽ về có hộp luôn. Gama cà su này. Dòng 2 carbon. Thông số của nó đây mọi người, cây này 2.4, đường kính ngọn là 1.7, góc là 20.2, cứng 80 tới 150. Trọng lượng 350g. Đó, giá của nó này khá là cao, bản special gama cà su nha. Có hộp không có túi nha mọi người. Đây là cái túi, đây là cây cần. Cần này thì nó đã qua sử dụng, qua sử dụng nha. Trầy thì nó không có trầy, nhưng mà có một vài điểm ở đây nó cộng dụng. Đây này, nó có bị xuống màu cái phần patch của nó là patch gold. Nó có bị xuống màu cái phần patch máy nha mọi người. Patch vẫn ok. Phôi thì đẹp ạ. Nhà 2.4, 2 lóng, cứng 80-150. Đây là hàng của gama cà su. Và khoen nó là khoen xích hết nha mọi người. Tất cả đều là furi xích này, xích gom hết. Dạ. Cứng nha, cây này độ cứng cao, rất là nhiều khoen, cần nguyên bản hết. Đầu bu đây. Rồi cây này là mã cuối cùng, số 17 nha. Cần này giá 1.500.000 nha mọi người. Mã 17, giá 1.500.000. Rồi em vừa giới thiệu xong với mọi người lô 17 cân. Mọi người có nhu cầu đặt hàng vui lòng là gọi giúp em qua số điện thoại 0932 455 407 hoặc kết nối vào Zalo giúp em để chốt đơn hàng ạ. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo ạ.